Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em gửi tới mọi người bộ sản phẩm khóa khiển cửa từ xa thông minh của hãng Xeon, mã sản phẩm là Z2245 12V. Với tất cả các mẫu khóa khiển cửa, tất cả các hãng hiện nay trên thị trường đều có 12V và 24V. Với bộ sản phẩm này, tuy rất quen thuộc với đa số anh em, tuy nhiên cũng sẽ vẫn còn lạ lẫm với một vài bác. Hẳn mọi người đang thắc mắc và tò mò tại sao em lại nói nó là khóa khiển cửa thông minh. Vậy em xin mời mọi người vào phần tiếp theo của video để chúng ta sẽ cùng khám phá. Đây là vỏ hộp của bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm đã được em khui ra và trong đó bộ sản phẩm bao gồm hai điều khiển, một bộ điều khiển trung tâm và dây lối đi kèm, một tờ hướng dẫn sử dụng. Bộ khiển trung tâm và hai điều khiển hoặc khóa chìa đều sẽ có cùng một mã số như nhau để có thể tương thích và điều khiển được, với các tính năng như tự động đóng mở cửa xe ô tô, tìm kiếm và điều khiển xe từ xa, thiết kế thông minh nhỏ gọn, tiện cầm nắm. Các phím bấm có kèm theo biểu tượng giúp người dùng nhận diện và thao tác nhanh, dễ dàng, chất liệu bền đẹp, an toàn. Khi ô tô đã qua sử dụng từ 5 năm trở lên, hệ thống khóa cửa ô tô có thể bị kém, không nhạy, hỏng dần, không sử dụng được. Vì vậy, cần thiết phải sửa chữa, thay thế. Nếu anh em là người có kinh tế, giải pháp tốt nhất và hữu hiệu nhất là thay thế sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, giá thành của nó sẽ hơi cao. Trong tình hình này, giải pháp sử dụng bộ khóa cửa là phương án tối ưu nhất. Với các loại xe không được trang bị bộ điều khiển trung tâm đóng mở cửa từ xa, chỉ gồm các chốt cửa kéo lên xuống như dòng xe SU hoặc một số xe đời cũ, bộ điều khiển khóa cửa ô tô đi kèm chuột cửa ô tô điều khiển là lựa chọn kinh tế cho việc độ thêm các tính năng cực kỳ hữu dụng cho xe của anh em. Anh em có thể tham khảo hướng dẫn đấu và lắp ráp tại kênh YouTube BMT Gara. Cảm ơn anh em đã cùng xem video này. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tư vấn và về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 076 908 6333, hỗ trợ lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.